Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một con thỏ hình cái quạt như thế này. Bây giờ các bạn bắt tay vào làm cùng mình nhé. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của mình. Để bắt đầu vào làm thì đây mình đã chuẩn bị dụng cụ như một cái kéo này. Keo dán, mình sử dụng là keo nén nhé. Một cây thước kẻ. Một chiếc con ta này. Một cái bút chì, những cái cây bút màu nước như thế này. Và đây mình có những tờ giấy màu, mình có màu vàng, màu tím và màu hồng. Bây giờ mình sẽ đi cắt cái tờ giấy màu hồng này trước. Đối với cái tờ giấy màu hồng này, bây giờ mình sẽ dùng con ta xoay ra đây một hình tròn. Bán kính của hình tròn này mình sẽ để là 9cm nha. Mình sẽ cắt hình tròn này ngay. Như vậy là mình đã cắt được một hình tròn như thế này. Và mình sẽ dùng tờ giấy này để làm tay nha. Mình sẽ cắt ra hai cái hình dài để làm tay. Mình sẽ vẽ hai cái tay ra đây nha. Mình sẽ cắt nó ra nha. Cái thứ hai này. Vậy là mình đã cắt được hai cái tay như thế này. Giờ mình sẽ dùng đến tờ giấy màu trắng để làm phần lõi tay nha. Cái phần lõi tay mình cũng sẽ cắt ra hai cái tay giống như màu hồng, nhưng mà kích cỡ nó sẽ nhỏ hơn một xíu.
Rồi mình sẽ cắt nó ra nha. Rồi mình sẽ dán lên cái tai màu hồng nha. Đó. Cái tiếp theo này. Rồi mình sẽ dán lên cái đầu của con thỏ. Mình sẽ dán lên nha. Vậy là mình đã được hai cái tay như thế này. Giờ mình sẽ làm cái mắt nha. Mắt mình sẽ sử dụng bằng màu trắng. Bây giờ mình sẽ cắt ra hai màu giấy này. Mình sẽ vẽ ra đây hai hình tròn nha. Mình sẽ cắt hai hình tròn ra nha.